Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm đào tạo thú y, y, y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái lưu ý khi mà bạn cắt đuôi, bấm răng cũng như là thiến trên con heo cũng như con lợn của chúng ta nhé các bạn. Thì có ba cái thao tác rất là quan trọng trong cái kỹ thuật mà chăm sóc heo sơ sinh đó các bạn, đó là bấm răng, cắt đuôi và thiến. Thì làm sao để chúng ta thực hiện ba cái công việc này trong một cùng một ngày thì các bạn hãy xem qua cái phần mà tôi hướng dẫn sau đây chúng ta nắm thêm cái thông tin cũng như là một số các phần lưu ý về nó nha các bạn đầu tiên đó là cái bấm răng các bạn thì khi sinh ra đó bạn heo con nó có 8 cái răng nhọn các bạn chú ý nhé tức là hai cặp trên và hai cặp dưới là 8 cái răng thì những cái răng nhọn này các bạn nó có thể làm tổn thương cái bầu vú của con heo mẹ và những con heo con khác khi nào nó đánh nhau chẳng hạn thì cái vết thương này các bạn nó sẽ gây ra cái tình trạng nhiễm trùng và cái năng suất ở trên heo nái nó sẽ giảm và đồng thời con heo con của các bạn nó sẽ chậm lớn cho nên là bắt buộc chúng ta phải bấm răng cho nó nhé các bạn và các bạn cần phải chuẩn bị dụng cụ là có thể là khay kìm bấm răng, cồn sát trùng hay là các bạn nhốt heo con vào lòng ấm để chúng ta chuẩn bị chúng ta bắt từng con để chúng ta bấm răng cho nó và cái thao tác đó các bạn các bạn phải sát trùng cái kìm bấm răng trước nhé các bạn và chúng ta bắt heo con rồi các bạn dùng cái ngón cái và ngón trỏ chúng ta bấm vào miệng heo con sao cho khoảng giữa hai cái hàm nó mở ra cỡ khoảng từ 3 cho đến 5 cm thì các bạn nhìn trên cái hình đó tôi có để cái hình các bạn á thì sau đó các bạn dùng cái kìm của các bạn, các bạn đưa vào miệng các bạn bấm từng chiếc răng một nhé các bạn và chúng ta phải bấm dứt khoát để dứt khoát như vậy mục đích là không có cho nó vỡ ra hoặc là nó sót những cái răng còn lại thì sau khi mà các bạn bấm xong á các bạn phải kiểm tra lại xem nó còn còn sót chiếc nào hay không đó là các bạn có thể đưa cái ngón tay các bạn vào các bạn rà thử coi nó còn cắn cái chỗ nào hay không nếu như mà còn thì các bạn chú ý chúng ta phải bấm lại luôn nha các bạn và một cái phần tôi muốn lưu ý đến các bạn nữa là các bạn không có bấm quá sâu vào răng nha các bạn chúng ta chỉ bấm bỏ cái phần nhọn của răng thôi nếu bạn bấm quá sâu thì nó sẽ gây ra chảy máu có thể là ảnh hưởng đến cái tình trạng nú và lợi của cái con heo chúng ta nó không có tốt nha các bạn và nếu như mà có cái dụng cụ chuyên biệt ví dụ như là các cái dạng máy mài răng hiện tại ở thú y người ta hay sử dụng đó, hoặc là ở những cái trang trại lớn hay sử dụng đó, thì các bạn dùng cái dạng đó cũng tốt nha các bạn thì cái vấn đề mà tôi muốn lưu ý với các bạn ở đây á, là nếu như mà cái răng nó đã bị vỡ hoặc là sót á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là heo bị viêm lợi nó không có bú được đến cái tình trạng là nó bị còi cọc không có lớn và xù lông từ đó cái hiệu quả kinh tế của cái đàn heo các bạn nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều nha các bạn thì để có cái kiến thức tốt nhất trong cái quá trình mà các bạn chăm sóc chăn nuôi cũng như là chẩn đoán điều trị bệnh trên heo và đến các loài vật khác á, thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo thú y và thị sản trực tuyến chất lượng cao của chúng tôi thì chương trình là chương trình chất lượng cao một thầy hoặc một cô sẽ kèm một học viên cho nên là chắc chắn sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi sau này nhé các bạn thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học á, thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ dương theo số điện thoại 0903153057 các bạn có thể liên hệ với zalo hoặc là gọi nhé các bạn thì các công ty cũng như trang trại muốn các hình ảnh về thuốc con giống thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nha chúng ta cùng đi phân tích cái phần tiếp theo nha các bạn đó là cái phần về cắt đuôi thì cắt đuôi các bạn là để ngăn chặn cái tình trạng heo con nó cắn đuôi nhau gây ra cái tổn thương à, và nó gây ra tình trạng tăng trưởng chậm thậm chí là có thể làm chết và làm giảm đi cái chất lượng thịt khi mà các bạn giết mổ thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái dụng cụ như là kim chuyên dụng đó các bạn cồn sát trùng các bạn nhốt heo vào lòng ống thì cái thao tác á thì cái người giữ heo á các bạn dùng cái tay trái kết hợp với cái hông để giữ thân con heo lại và tay phải á, các bạn cầm hai cái chân sau của con heo nha các bạn và người cắt dùng cái tay trái giữ cái đuôi heo cái tay phải thì các bạn dùng cái kìm á các bạn cắt đuôi sao cho cái phần còn lại của cái đuôi á nó dài cỡ khoảng 2.5 tới 3 cm là phù hợp nhất nhé các bạn. Và tốt nhất á là các bạn cắt sao cho cái vết cắt nó rơi trúng vào cái khớp xương đuôi các bạn thì như vậy thì nó sẽ mau lành hơn còn các bạn cắt cái phần giữa cái xương ấy, thì nó sẽ rất là lâu lành thậm chí là nó bị nhiễm trùng nhé các bạn nên là các bạn chú ý chúng ta phải rà tìm cái phần uh, khớp xương đuôi cho nó chuẩn nhé các bạn và sau khi mà cắt xong ấy, thì các bạn dùng cái cồn á các bạn sát trùng lại cái vị trí mà các bạn vừa cắt thì các bạn chúng ta có thể tham khảo cái hình ảnh mà tôi để ở trên cái video nhé các bạn cái này thì nếu có hai người thì nó sẽ tốt hơn thì một người giữ và một người cắt còn không một mình bạn thì bạn phải dùng kẹp lại ở dưới cái chân như vừa rồi tôi có hướng dẫn các bạn thao tác ở trên á thì cái vấn đề tiếp theo nữa các bạn cũng rất là quan trọng trên heo đó là cái việc mà chúng ta thiến thì heo đực các bạn không được thiến hoặc là heo nọc á khi mà giết mổ thì cái thân thịt của nó các bạn chú ý nó có cái mùi rất là đặc trưng và thường khi các bạn nào ăn phải những cái con thịt con heo nọc á hoặc chưa thiến thì các bạn sẽ biết ngay cái mùi rất là khó chịu các bạn thì cái mùi này á, nó sẽ nặng hơn khi mà cái thịt được nấu chín cho nên các bạn lưu ý về cái vấn đề này Nếu chúng ta càng nấu chín thì cái mùi nó càng nặng cho nên là thường cái người mua heo á, người ta sẽ trả giá rất là thấp cho những cái con heo thịt mà khi các bạn để nào mà các bạn không xài nữa các bạn bán thịt á thì cái giá rất là thấp nha các bạn cho nên là bởi vì lý do đó mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải thiến heo thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì các bạn cần phải có cái khay nè thao thiến nè cán dao kẹp cầm máu cồn sát trùng bông và ghế ngồi để chúng ta thiến như là các bạn phải nhốt được con heo vào trong cái lồng ấm nha các bạn và cái thao tác các bạn nó cũng đơn giản thôi tức là các bạn sát trùng dao thiến nè các bạn bắt heo con các bạn thể dùng hai cái đầu gói như giống như cái phần cắt đuôi các bạn các bạn kẹp sao cho heo con không cử động được để các bạn lấy dao á, chúng ta rạch vào hai bên tinh hoàng của heo con khoảng 0,5 cm đến 1 cm nha các bạn và sau đó các bạn dùng cái tay các bạn bóp hai cái tinh hoàng này ra ngoài rồi sau đó các bạn có thể lấy cái kẹp cầm máu các bạn kẹp vào cái cuốn của tinh hoàng và chúng ta rứt ra à, từng loại mọt ra nhé các bạn. Và sau khi rứt được hai cái hạt tinh hoàng ra ngoài hoàn toàn rồi á thì các bạn có thể dùng cái bông các bạn chấm vào cái cồn sát trùng Rồi chúng ta bôi vào cái chỗ à, mà các bạn vừa thực hiện cái vết rạch á để chúng ta tránh bị viêm hoặc là À, tránh bị nhiễm trùng quá thiến nhé các bạn thì à, nếu các bạn à, thiếu nhiều quá như vậy các bạn bôi không có kịp đó, thì các bạn có thể dùng cái chai đó, các bạn có thể trúc vào các bạn, các bạn à, trà sát lên khu vực đó cũng được nhé các bạn nhưng mà chú ý là các bạn tốt nhất nên dùng cái bông à, mỗi con các bạn dùng cái bông này như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái điều kiện vệ sinh một cách tối ưu nhất nhé các bạn và trong quá khứ á, thì cái thời gian mà thực hiện ba thao tác này tùy theo mọi người thì tùy, tùy theo các bạn sắp xếp được cái thời gian lúc nào các bạn làm lúc đó ví dụ như là các bạn thể bấm răng trong vòng 3 ngày tuổi đầu chẳng hạn hoặc là cắt đuôi cái lúc 1 đến 2 ngày tuổi và thiến kể khoảng từ một tuần trong khoảng một tuần các bạn nên thiến nó đi thì cái điều này thường nó không có tốt các bạn và ba cái thao tác trên đó, thực hiện cách riêng lẻ nó sẽ gây tổn thương cho con heo con các bạn nhiều hơn và cái khả năng mà heo bị nhiễm trùng cao hơn cũng như là tốn kém các dạng chi phí thuốc thú y như là ảnh hưởng tới cái năng sức sau này của nó. Cho nên là chúng ta uh, chú ý là ở đây tôi có tư vấn cho các bạn như thế này là để giải quyết á thì các bạn có thể bấm răng cắt đuôi và thiến vào cái ngày tuổi thứ tư là nó hợp lý nhất. Các bạn dùng làm ba cái thao tác này chung luôn. Cắt thiến và bấm răng chúng ta làm vào ngày tuổi thứ tư và lưu ý nhé và chúng ta có thể kết hợp sử dụng các cái dạng kháng sinh mà có cái tác dụng uh, phổ rộng các bạn tức là các bạn mua dạng kháng sinh mà có chữ LA là nó tác dụng phổ rộng uh, và tác dụng kéo dài đó, ví dụ như là cái uh, Lovenicon hoặc là cái Amox chẳng hạn thì các bạn mua những cái dạng đó thì chúng ta uh, chuẩn bị sẵn chúng ta tiêm cho heo chúng ta để phòng các cái dạng mà nó có thể uh, phụ nhiễm nhé các bạn thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn đến các bạn các bạn đừng quên đến đăng ký kênh Duy Mười lớp để chúng ta nhận thêm các bài học khác cách nhanh nhất cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho lớp ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y, y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có các khóa đào tạo về siêu âm X quang, xương khớp, thuốc phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, ngoại khoa à, và các các vấn đề về chẩn đoán điều trị bệnh ở trên uh, chó mèo, heo gà vịt, trâu bò dê cùng như là các vấn đề trong cái nuôi trồng thủy sản của cá, tôm, lương, cua, vân vân. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học á thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057 các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc con giống thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nhé xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau xin chào